Ngồi đây bác nói chuyện. Con đứng rồi. Cháu bác bảo thật nhá. Dạ. Cháu có bầu với ai thì bảo người đó chịu trách nhiệm, chứ cháu bây giờ lại mồi chài con trai nhà bác, lại vác cái bụng về đây là ăn vạ nhà bác là không được đâu. Bác không đồng ý đâu. Xin chào các bạn nhá, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Thì các bạn ơi, hôm nay mình có một bàn chốt bá đạo với mẹ mình nữa các bạn ạ. Đấy, hôm nay sẽ không cho mình ăn cái gì nữa các bạn ạ. Hôm nay không có cái gì ăn. Hôm nay mình sẽ chiêu mẹ mình các bạn ạ. Mình sẽ dắt người yêu mình, dắt người yêu có bầu về các bạn nhé. Đấy, hôm nay bụng sẽ thật to các bạn ạ. Thì các bạn ơi, thực ra cái em hôm nay mình quen ấy, thực ra là mình quen thôi chứ không phải người yêu mình các bạn ạ. Mình sẽ làm cho em đó có bầu các bạn ạ. Đấy, giả có bầu về để chiêu mẹ mình các bạn nhé. Đấy, hôm nay cho bụng to luôn các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay để tạo cái màn kịch tính các bạn ạ, để cho mẹ mình tin ý, thì mình sẽ làm đẹp các bạn ạ. Mình sẽ thay đổi kiểu tóc của mình các bạn ạ. Đấy, làm đẹp lên. Hôm nay mình sẽ ra 30 size Hà Nội. Mình sẽ làm tóc nổi bật. Đấy, đằng nào cũng sắp Tết rồi, mình sẽ ăn Tết một thể các bạn nhé. Đấy, chơi Tết các bạn ạ. Đấy, sắp Tết rồi là phải chơi Tết các bạn ạ. Đấy, chơi Tết cho làm sao cho nó thật đẹp các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm đẹp. Đấy, dắt người yêu có bầu về, thử lòng mẹ mình các bạn nhé. Đấy, clip hôm nay sẽ là như thế các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi ra Hà Nội, ra 30 size để cắt tóc các bạn nhé, để thay đổi bản thân mình các bạn nhé. Let's go. Các bạn ơi, mình đến Hà Nội rồi các bạn nhé. Nhưng mà hơi mệt các bạn ạ, mình đi lạc đường. Đi suốt từ sáng bây giờ đã là 11 giờ rồi các bạn ạ. Nhưng mà các bạn ơi, đấy hôm nay mình đến muộn nhưng mà không sao các bạn ạ. Bởi vì mà 30 size thì từ 7 rưỡi đến tận 12 giờ đêm cơ. Nên là mình cũng không sợ muộn đâu các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình đi nhá. Có vẻ như là ở đây là Kim Mã rồi các bạn. Em cắt kiểu gì cho anh mà cho nó nổi bật lên mà Tết này anh đổi được vậy. Đấy, các bạn thấy xanh chưa? Thằng em của mình chắc bên kia là cũng xanh rồi đấy. Đấy, các bạn thấy xanh chưa? Đấy, các bạn nhìn chưa? Các bạn có thấy cái đầu mình xanh như cái con ngan không? Loại mình trêu mẹ mình màu xanh nè không? Đúng rồi, cái màu ấy luôn. Đấy các bạn ơi. Hello. Em gái xinh mà mình bảo với các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Xinh chưa? Cao như là chân dài các bạn chưa? Hẹn em sướng. Thì bạn ơi, hôm nay Nhi sẽ giúp mình các bạn ạ. Đấy, giả làm người yêu của mình có bầu. Đấy, hôm nay em phải có bầu. Đấy, thì hôm nay em phải đến nhà mình chơi thì mình nhờ bạn này, em này giúp mình là có bầu các bạn nhá. Để chiêu mẹ anh. Nhưng mà nhớ là cấm được cười nữa chưa? Em sẽ kiềm chế. Đấy, nhớ kiềm chế chưa? Không được cười. Đấy, bầu không? Cũng hơi run đấy. Lần đầu ấy. Em nhìn tóc anh hôm nay làm có đẹp không? Đẹp đấy, xanh xanh đẹp đấy. Đấy, anh Nhi bảo là tóc mình hôm nay là đẹp các bạn ạ. Đấy, thì ok, bây giờ mình sẽ không lưu duyên nữa. Mình với lại Nhi sẽ đi về Bắc Giang các bạn nhé. Đấy, để chiêu mẹ mình các bạn ạ. Let's go. Đi. Rồi. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dình xem mẹ mình ở đâu các bạn nhé. Em ở đây,
em make up làm sao cho nó giống bầu nhé. Được chưa? Ok. Ok. Mia! Đầu ngọc à, đầu xanh ghê. Mẹ đẹp không? Lẹt lẹt à. Mẹ ơi. Mẹ. Cái gì? Hôm nay con đưa bạn gái không mẹ? Về đây chơi với mẹ mẹ. Đưa bạn gái? Nhưng mà cô... tốt quá. Nhưng mà cô có bầu rồi mẹ. Lại có bầu rồi. Mẹ đừng có mắng con nhé. Ôi mẹ đừng mắng cô đấy nhé. Đã có bầu rồi. Có bầu rồi. Làm ăn thế. Thế đâu cô ấy đâu? Ở ngoài kia. Ừ. Con bắt cô hú ngoài kia mẹ. Sao bắt cô hú ngoài kia? Con sợ mẹ mắng, con về con giận mẹ không được mắng nhá. Mắng thì mẹ không mắng thì đưa vào đây. Đưa vào đây nhanh nhanh. Tốt quá. Ai có bầu rồi. Cho bầu nước. Người yêu con. Vào đây. Tốt quá. Không rồi đấy, con giới thiệu mẹ đây là người yêu con. Em nước đi, em nước đi. Người yêu con. Mẹ đấy xinh không? Hai con quen nhau lâu chưa? Có bầu. Còn con yêu nhau lâu lắm, lâu lắm, lâu lắm. Thế được còn nào tháng? Hôm nay để mang về mẹ biết. Mấy tháng em? 8 tháng nữa. 8 tháng? 8 tháng. Nhưng mà không khôn mẹ. Con sợ chửi mắng con. Đưa mẹ, đưa em về ra bắt mẹ. Con không làm chuyện này. Cháu nước đi. Em nước đi. Cháu 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 bố mẹ cháu ơi, nhiều tuổi chưa? Bố mẹ cháu 50 rồi. 50 rồi. Mẹ hỏi kỹ đi. Nhiều đấy, khi chơi cháu phải chơi con đi. Nếu con dân ở đâu? Ở Hà Nội ạ. Thì bố mẹ quê đâu? Bố mẹ cháu quê ở Hà Nội. À, rồi. Thế giờ ấy là nhưng mà hôm rồi sao lại ngộn đầu xanh đi. Thế mình đẹp. Đẹp. Con lớn rồi cho màu xanh. Đấy, giờ màu mẹ xem nào. Mẹ có tổ chức đám cưới để cho con không? Cháu ở đây cơm đây nhá. Dạ vâng ạ. 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 Dạ thế kinh doanh thì có bán được chả con nhằm nữa, bán hàng thì con nhằm thì phải thứ năm ạ, hàng thì phải thứ năm ạ. Dạ vâng. Thế thủ đô Hà Nội bán hàng ngon rồi, trên bàn quê để kinh doanh có bán dạ vâng, không bán được xấu nước đi. Dạ vâng. Bây giờ chưa để bảo đem cơm em về bà nhé. Dạ vâng. Xấu nước đi. Dạ vâng. Để bà đi ra bà lấy cái rau nhé, xong rồi về và cháu mình nấu cơm ăn là chén nhá. Tao sợ mắng á? Không, mẹ anh không mắng đâu, anh bảo mẹ rồi. em bình tĩnh nhé, nhớ là lỗ của anh chết anh. Ra đây mẹ bảo, ra mẹ bảo, ra mẹ bảo nhanh lên. Hả? Mẹ
thế thế nào được không? Thế mẹ buồn lắm, thế sao lại có chứa bằng đây ngày rồi, bằng đây tháng rồi mà giờ mới phô mẹ. Bác cái bụng ở đây mới phô mẹ. Con yêu nhau lâu rồi, con chưa chắc chắn nên con chưa đưa về ra mắt mẹ. Nhưng mà liệu có phải bầu của mình không hay của thằng khác? Sao mẹ tinh ý đấy? Tinh cái gì mà tinh? Già ấy. Em lấy bầu là của thằng khác mẹ, không phải của con. Ôi dồi ôi, lại bầu của thằng khác. Hả? Bọn con yêu nhau mẹ này. Ôi giời ơi, mặt mũi thế này, mặt mũi thế này mà lại bầu của thằng khác nhưng mà đưa nhau vào đây à? Hả? Làm sao? Thế giờ làm thế nào? Bây giờ bọn con yêu nhau thì con bỏ qua cái chuyện đó, con lấy. Con làm thế thì mẹ còn mặt mũi nào mà ra đường nữa à? Các bác ỉa vào mặt mẹ à? Hả? Mẹ, ai dám ỉa vào mặt mẹ? Buồn cười thật đấy. Bọn con yêu nhau thì... thế? Sinh trai thế này nào có đến nỗi gì? Nó làm nào? Con yêu cô đấy, bây giờ con chấp nhận. Mẹ lo cho con đi. Mẹ bảo các bác lo cho con. Ủa? Mẹ bảo các bác đi. Con làm thế thì mẹ mặt mũi lao mà đi ra đường nữa à con? À, mặt mũi lao mà ra đường này, các cô các bác thì ỉa vào mặt mẹ. À, mặt mũi thế này có đến nỗi gì đâu. À, nói mẹ đã điên à? À, sao ngu thế? Cái bầu của thằng khác mà đưa về đây là còn người yêu của con à? Mà con yêu thì lo gì nữa mẹ. Giờ thời buổi hiện đại rồi. Hiện đại cái gì? Muốn chết không? Con giờ biết. Mẹ mặt mũi nào? Mẹ phải lo cho con. Nào có đến lỗi gì? Đẹp trai lồng lộc ra. Yêu gái có bầu này, bầu là của thằng khác à? Hả? Có điên không? Con không biết. Mẹ mặt mũi nào mà ra đường à? Con không biết, con đưa về đây rồi mẹ phải lo cho con. Lo cái gì? Gọi con bé ra đây. Gọi ra đây. Nhi ơi, em ra đây em ơi. Mặt mũi lao mà ra đường rồi. Bầu của thằng khác. Gọi cháu ra đây. Gọi cháu rằng mẹ chết cho xong. Mặt mũi lao mà ra đường rồi. Mẹ. Cháu ra đây bác bảo. Ngồi đây bác nói chuyện. Con đứng rồi. Cháu bác bảo thật nhá. Cháu có bầu với ai thì bảo người đó chịu trách nhiệm, chứ cháu bây giờ lại mồ chài con trai nhà bác, lại vác cái bụng về đây là ăn vạ nhà bác là không được đâu. Bác không đồng ý đâu. Cháu yêu nhau chứ cháu ăn vạ gì đâu ạ. Bầu của cháu là không phải bầu của con trai nhà bác. Con trai nhà bác vừa phô bác. Bác không đồng ý đâu. Cháu làm ăn như thế à? Cháu có bầu với ai thì bảo người ta trách nhiệm chứ. Cháu làm ăn như thế mà cháu vác cái mặt cháu về đây cháu lại ăn vạ con trai nhà bác á. Bác không đồng ý. Mẹ không đồng ý. Làm ăn thế à? Bây giờ cháu có bầu với ai thì cháu bảo người đó chịu trách nhiệm. Chứ bác không đồng ý đâu. Ai làm ăn thế, dân làng hàng xóm người ta ỉa vào mặt bác. Không, con biết bọn con yêu nhau. Ừ, mà cháu yêu nhau mà bác đồng ý cho cưới đi ạ. Khổ lắm thả rằng. Con ơi, mẹ chết cho xong rồi. Ui thôi, mà không đồng ý bác đâu. Bác mặc như thế, tự nhiên giả cái chân đi về đây. Này, giả anh đi về đây. Con chơi mẹ. Con lại chơi mẹ. Hả? Con chơi không? Đó, các bạn thấy Hưng chạy có nhanh không? Đấy, không chạy nhanh là ăn ngay cái chổi các bạn ạ. Thì các bạn thấy tóc của Hưng có đẹp không? Đấy, các bạn cũng đi làm tóc giống Hưng đi. Để cho Tết này nó rực rỡ các bạn nhá. Thì các bạn làm tóc đẹp ấy, kiểu gì cũng dẫn được gấu về cho mẹ thật các bạn nhá. Đấy, Tết đổi vận luôn các bạn ạ. Thì các bạn ơi, clip của mình hôm nay dừng lại tại đây các bạn nhé. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhé. Bye bye. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe.
Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.